Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Weird Cartoon. Katniss có lẽ không còn là cái tên quá xa lạ với chúng ta có loạt phim Steven Universe. Cô là một trong những Crystal Gems đứng ra bảo vệ trái đất cũng như dạy dỗ và chăm sóc cho Steven như một người mẹ xuyên suốt 6 mùa phim. Dành cho ai mới bắt đầu xem Steven Universe thì các cậu có thể tìm hiểu sơ lược trước về Katniss ở video Katniss Crystal Gem hoàn hảo nhất Steven Universe của chúng tớ đã làm trước đó. Katniss là một gem hợp thể từ Ruby và Sapphire. Cô cũng chính là nhóm trưởng, lãnh đạo Crystal Gems hiện tại. Là một trong những Crystal Gems đầu tiên và cũng là một trong những Crystal Gems còn tồn tại nguyên vẹn sau cuộc chiến của quân nổi loạn với Homeworld. Katniss đã trải qua rất nhiều cuộc chiến khốc liệt trong quá khứ. Có lẽ vì vậy nên với kinh nghiệm hàng ngàn năm của bản thân, cô luôn là người điềm tĩnh nhất nhóm, là một đội trưởng mẫu mực, luôn đưa ra những chiến thuật và hướng giải quyết hoàn hảo nhất trong mọi tình huống. Vì Katniss là một gem hợp thể, nên điều bắt buộc để cô duy trì hình dạng của chính mình là giữ cho ý chí của cả Ruby và Sapphire luôn đồng nhất với nhau. Nếu như mỗi lần ngoại hình của Pearl thay đổi thể hiện một bước tiến trong sự phát triển tâm lý của nhân vật, thì ở Katniss, mỗi lần cô tách ra thành Ruby và Sapphire rồi lại quay về hợp thể với nhau, thì cũng chính là mỗi lần Katniss bước thêm một bước để hoàn thiện bản thân mình. Vậy thì ngày hôm nay, các cậu hãy cùng với chúng tớ phân tích sự phát triển của Katniss xuyên suốt series Steven Universe. 1. Khi đối mặt với quân nổi loạn. Trong hai tập phim The Answer và Now We're Only Falling Apart, chúng ta được quay ngược về lần đầu tiên Ruby gặp Sapphire. Lúc đó, Sapphire, một gem cao quý với khả năng nhìn thấy được vận mệnh trong tương lai, một gem được các Diamond vô cùng trọng dụng. Còn Ruby, hộ vệ của cô, chỉ được xem như một binh nhì trong hàng ngũ quân đội Homeworld. Không cao to mạnh mẽ như các Jasper, Topaz, các Ruby thường đi theo nhóm từ 3 đến 5 gem để khi gặp quân địch thì lập tức có thể hợp thể, tạo thành một Ruby có sức mạnh chiến đấu mạnh hơn. Ngày hôm đó, Sapphire đã được thấy vận mệnh mình và các hộ vệ sẽ bị đập vỡ bởi đường kiếm của quân nổi loạn. Khoảnh khắc đó cũng là lúc mà Blue Diamond sẽ bắt gọn được nhóm Crystal Gems. Cô hoàn toàn không hoài nghi về cái chết của mình, vì tương lai mà cô dự đoán luôn luôn đúng. Dù có không muốn đi chăng nữa, Sapphire vẫn phải chấp nhận số mệnh của mình, vì tương lai cô nhìn thấy không bao giờ là thay đổi được cả. Nhưng một Ruby đã đi chệch ra khỏi đường dây vận mệnh đó. Ruby nhỏ bé ấy đã không mang bản thân, lao tới che chở cho Sapphire, để rồi một tương lai khác đã xảy ra. Một Ruby vô tình hợp thể với một Sapphire, nhóm Crystal Gems đã trốn thoát. Một sự xúc phạm đối với một Diamond khi dự đoán của Sapphire lại không hề chính xác. Một xúc phạm đối với Homeworld khi một Sapphire cao quý lại hợp thể với một Ruby hầu cận. Blue Diamond ra lệnh đập vỡ cả hai gem này. Ruby lúc này vẫn còn lúng túng về sự việc vừa rồi, nhưng Sapphire đã nhận ra một điều gì đó và nắm tay người hộ vệ của mình chạy trốn xuống trái đất dưới kia. Có lẽ khoảnh khắc mà hai gem khác biệt dung hợp với nhau đã phá vỡ đi trật tự trong sự phân chia tầng lớp của Homeworld. Sự xuất hiện của Katniss đã cho Sapphire thấy được tương lai không chỉ là một con đường thẳng dài đi đến hồi kết, mà là một bầu trời bao la với tiềm năng vô hạn. Và hành động chạy trốn khỏi Blue Diamond, bất tuân mệnh lệnh của một Diamond tối cao, chính là hành động đầu tiên thể hiện sự thức tỉnh của Sapphire để bảo vệ chính mình, cũng như để bảo vệ cho Ruby đã cứu sống bản thân cô. 2. Khi Ruby và Sapphire cùng nhau đến trái đất. Cũng trong tập phim The Answer, chúng ta đã được chứng kiến hành trình của Ruby và Sapphire khám phá trái đất. Trong khi Ruby vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã gián tiếp khiến Sapphire bị trục xuất khỏi Homeworld, thì Sapphire dường như không hề quan tâm tới chuyện đó. Vì Ruby đã cho Sapphire có được những trải nghiệm mà cô chưa từng có, mở ra một chân trời của vô vàn khả năng trong tương lai. Và để rồi, sau một thời gian, cả hai quyết định hợp thể với nhau một lần nữa để cùng nhau bước đi trên một hành trình khám phá mới với một cái tên mà chúng ta vẫn rất luôn quen thuộc, Katniss. Lúc này, trang phục của Katniss vẫn là những màu sắc loang lổ, chứ chưa có một màu đỏ như bây giờ. Phần nào đó thể hiện sự độc lập của Ruby và Sapphire vẫn còn tồn tại, chứ chưa hoàn toàn thống nhất về ý chí. Khi gặp Rose và Pearl, Katniss khi biết Rose đã nhận ra mình là hợp thể khi trước hai người họ gặp, thì đã ngay lập tức xin lỗi về sự xuất hiện của mình và sẵn sàng tách ra thành Ruby và Sapphire nếu như Rose và Pearl muốn. Hành động này của Katniss không khiến chúng ta quá bất ngờ, bởi lẽ bây giờ Ruby và Sapphire vẫn bị tư tưởng của Homeworld kiểm soát. Chính bản thân Katniss vẫn cho rằng sự kết hợp của hai gem khác biệt như mình là một cá thể dị biệt, một sự hiện diện lỗi giống như một gem off color. Một gem được xem như là một off-color khi bản thân họ không có một chức năng gì trong bộ máy Homeworld. Một ruby có nhiệm vụ hộ vệ những gem cao quý. Một sapphire có nhiệm vụ sẽ nói cho các diamond những gì mà cô thấy trong tương lai. Nhưng một garnet dung hợp từ cả sapphire và ruby không thể xếp cô vào bất kỳ tầng lớp nào. Vì vậy, một dung hợp giữa hai gem quá khác nhau như vậy được xem là lỗi. Ngược lại với sự lo sợ của Garnet, Rose tỏ ra vô cùng hào hứng với sự xuất hiện của cô. Rose đã trả lời cho câu hỏi của Garnet, tôi là gì? Đó là hãy tiếp tục trở thành Garnet cho tới khi tìm được câu trả lời cho bản thân. 3. Khi phát hiện Pearl lừa dối mình để hợp thể thành Sardonis. Trong tập phim Keystone Motel, Garnet khi biết Pearl đã cố tình lừa dối cô để hợp thể thành Sardonis đã vô cùng tức giận. Cô hoàn toàn lờ đi Pearl mà không nói gì. I'll make sure Amethyst knows that... Fine. Cũng trong tập phim này, một lần nữa chúng ta thấy các Garnet tách ra lại thành Ruby và Sapphire khi các Garnet đang tranh cãi với chính mình. Ruby thì tỏ ra vô cùng tức giận, còn Sapphire thì lại vô cùng điềm tĩnh mà liên tục khuyên Ruby hãy tha thứ cho Pearl. Dù luôn bảo nên tha thứ cho Pearl, nhưng chính bản thân của mình lại mất kiểm soát mà làm đóng băng cả căn phòng. Nguyên nhân của sự cãi vã giữa hai người xuất phát từ việc Ruby chỉ tức giận chứ không hề tìm cách giải quyết. Sapphire thì lại hướng tới tương lai khi mọi chuyện đã ổn thỏa mà chẳng để tâm đến cảm xúc của Ruby và Steven ra sao ở hiện tại. Sau chuyến đi cùng với Greg và Steven, cặp đôi Ruby và Sapphire đã học được cách thấu hiểu người còn lại hơn, bỏ bớt đi cái tôi của mình và để ý tới cảm xúc của những người xung quanh. Khi trở về, Garnet cũng đã cảm nhận được sự hối lỗi của Pearl. Cô đã nói với Pearl, không phải bây giờ. Để cho Pearl hiểu được Garnet cần phải có thời gian để tha thứ cho lỗi lầm lúc trước mà Pearl đã gây ra. 4. Khi Garnet biết được Rose Quartz chính là Pink Diamond. Nếu như trong tập phim The Answer, Rose đã cho Garnet nguồn động lực để khám phá bản thân dưới hình dáng một hợp thể của Ruby và Sapphire, thì trong tập phim The Question, khi biết Rose chính là Pink, là nguồn cơn của mọi việc, là lý do mà đồng đội trong Crystal Gems lần lượt ngã xuống, Garnet đã hoài nghi chính mình. Vì lời nói của Rose hơn 5.000 năm trước, nên cô mới tiếp tục là Garnet như hiện tại. Vậy mà cũng chính Rose là người gây nên mọi chuyện. Sapphire đã nghĩ bản thân cô và Ruby đã bị Rose trêu đùa giống như một món đồ chơi mà tức giận bỏ đi. Chỉ cho đến khi được Pearl giải thích, Sapphire mới hiểu rằng bấy lâu nay cô không hề chiến đấu cho Rose, mà chính Rose đã chiến đấu cho những hợp thể bị coi là lỗi như Garnet. Chính cô đã chiến đấu với bản thân mình. Về phía Ruby, cô cũng hoài nghi chính mình rằng bản thân có cần Sapphire đến như vậy hay không. It's so lonely now. Thế là Ruby đã bỏ đi và tự trải nghiệm thế giới một mình. Ruby đi cả ngày mà không hề có Sapphire. Cô cùng Steven đã có rất nhiều niềm vui, nhưng cô vẫn không thể nào ngừng nghĩ về Sapphire. Vì có cô ấy thì thậm chí sẽ còn vui hơn nhiều. Ruby cuối cùng cũng nhận ra, dù có là Garnet hay không, thì cô vẫn luôn muốn dành mọi điều đẹp đẽ nhất cho Sapphire. Không ai bảo Ruby và Sapphire trở thành Garnet cả, mà là chính họ muốn trở thành Garnet. Và để chứng minh điều đó, một đám cưới giữa cả hai đã được tổ chức. Giây phút mà hai gem trao nhẫn cho nhau đã gắn kết hai tâm hồn của họ. Dù có là Garnet hay là không, dù có ở gần nhau hay xa nhau, thì mãi mãi Ruby và Sapphire vẫn sẽ là của nhau. We change our lives. Kết thúc viên mãn của Ruby và Sapphire thực sự là cảm động phải không nào các cậu? Họ đã vượt lên mọi định kiến của Homeworld mà đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Chính sự điềm tĩnh của Sapphire cùng sự thân thiện của Ruby đã tạo nên một Garnet hoàn hảo của chúng ta như hiện tại. Tiếp theo các cậu có muốn chúng tôi phân tích về nhân vật nào hay không? Đừng quên để lại cảm nghĩ của mình ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì wait to wear out.